chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Vlog Bio của mình. Hiện tại là mình đang có mặt tại Happy Petting Farm. Đây là một khu nông trại thú cưng rất là mới, có địa chỉ là 37D đường 816 đường Phú Hữu, quận 9 cũ, nay là thành phố Thủ Đức nha các bạn. Và giá vé là cũng khá là mềm, người lớn thì là 100.000, trẻ em là 60.000, thì là tất cả các vé là đều bao gồm một phần nước uống. Chỉ có điều là mình ở đây thì nó tương đối là xa, nếu mà các bạn đi vào cuối tuần thì rất là ok. Và các bạn muốn tìm đến địa chỉ này thì các bạn chỉ cần gõ Happy Petting Farm hoặc là đúng cái địa chỉ này thì các bạn sẽ đến được nơi này nha. Và nhóm tụi mình sẽ bắt đầu vào đây tham quan và trải nghiệm và chơi đùa với những con thú cưng ở trong đây nha. Và ngoài ra thì ở đây có một điều nữa, đó chính là khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ được phát cho mỗi người một cái nón lá để đội cho đỡ nắng nha. Cũng đỏ. Lấy vé lên, giữ vé lấy nước uống. Đỏ chứ trong cặp kìa. Đưa cái nó đây tôi đợi cho. Ủa bị cái nóng nó đậu đậu với nước. Lu bu không? Nó bỏ mẹ anh xe đi. Tôi biết là có nóng lá rồi mẹ. Dán gì ở mày đổi đúng láp mày nhìn mày đổi đúng láp đeo mặt mày đứa áo khoác nữa mày đứa Hàn Quốc nhìn nhìn Ngọc Anh giống mấy đứa Hàn Quốc. Ê, có quen không? Tâm cho tôi đổi đúng lá. Ê, thằng mà chết tôi dán cục chân mày cháu đeo cho đâu? Hai chú để đâu? Đâu rồi? Vô chụp hình nó tóm. Tôi phải nói nhỏ nhỏ hả? Đây có chuột nè. Chuột hamster nè. Không. Bẩu. Mình lấy con khổ chè. Ơi ngược đãi động vật đó. Sóc. Tao sóc đâu. Ủa đòi cấm dân hả? Nè. Tao không. Nè. Sóc này nhân ơi, nhân quay qua đây quay, có sóc này đâu rồi. Kìa, sóc nè tôm ơi. Nãy giờ nó cho ăn quá trời rồi. Đây nè tôm. Con này con gì nhắn. Ra đây chú công. Nè. Nè. Đi nè, nhanh lên. Kìa. Tôm cho ăn đi, tôm cho ăn đi. Đúng rồi. Thôi để lấy miếng. Sáu cần còn bắt đây này tròn. Ở đây hả? Đi. Giống mèo chứ. Giống mèo tôm. Tròn. Con tròn. Giờ nó thử tôm. Ủa giống mèo lộn con tròn hoài. Thì hiện tại ở đây còn khá là mới. Cho nên đó là ở đây là mình thấy là cây cối thì nó chưa có nhiều, cho nên cũng hơi nắng một tí nha. Và mình thấy ở đây là đang hiện tại là còn hoàn thiện rất là nhiều luôn. Cho nên trong tương lai thì chắc ăn nơi này sẽ là một cái địa điểm mà mọi người sẽ biết đến rất là nhiều luôn đó, các bạn ạ. Bên đây có vườn rau nè các bạn, vườn rau là vườn rau tự trồng luôn, rất là tự nhiên. Không gian thì các bạn thấy đó, thoáng đãng và rộng rãi nha. Một điều nữa mà mình muốn nói cho các bạn biết đó, là khi đến đây đó, thì các bạn nhớ là nhẹ nhàng với những cái những con động vật mà xinh đẹp tại nơi này nha. Và ở đây đó, có rất là nhiều không gian để cho mình chụp ảnh sống ảo luôn nha các bạn ạ. Con tiền đây.
bên đây là mình thấy lạc đà nè, ngựa ngựa mà người ta nhuộm mà cái phần tóc của nó người ta nhuộm thành bảy màu quá. Còn đây là chú lạc đà màu nâu mà chảnh lắm các bạn à. Khi mình vào á thì là nó quay mặt qua chỗ khác nha, còn khi mình đi ra thì nó lại dòm mình, cái mình vào á thì là nó quay mặt đi chỗ khác. Còn đây, đây chính là chú ngựa bảy màu sắc, chú ngựa trắng bảy màu sắc, nhìn đẹp lắm. Các bạn có thể vào cho các em bé vào đây chụp ảnh và gờ chúng, sờ chúng nha. Thì các bạn biết đó, khi trẻ nhỏ mà phát triển á, thì khi mà các bạn đưa đến những cái khu giống như vậy nè, thì các bạn cho tiếp xúc vào những cái động vật như này á, thì là trẻ nhỏ sẽ phát triển trí não và thông minh hơn nha. Sợ đâu. Bên đây là trại kiều nha các bạn, có khoảng chắc tầm 10 con á. Ở đây á, được một cái á, là các bạn sẽ được phát đồ ăn miễn phí và cho cái đồ ăn trong động vật á, xong rồi mình cho chúng ăn á, thì là miễn phí nha các bạn. Cô bệnh lấy cỏ cho ngựa ăn. Con cừu này mới đã rồi nha, con cừu nó đi đây. Đi vô đây, tôm. Đi vô như chú công nè, đi vô. Con này đã nha. Mẹ đang quay phim. Nè, cho ăn. Buồn hiu à? Sao nó buồn cái gì ta? Cụ đâu mà cụ? Nó phải luôn. Ngoài biển gì? Là đâu? Lạc đà đây, lạc đà đây. Hiền nhá. Đi sao đi. Thường hôm nay lớn rồi dữ luôn. Chưa quan chân còn đi nữa. Dê cờ. Ủa? Không. Tâm ơi. Không nên, không nên họ này. Cho từng cái hả? Cho con nhỏ chưa ăn luôn, cho con nhỏ nè. Em ăn. Cho con nhỏ nè. Con nhỏ ăn cũng điệu quá trời điệu, thành ra ăn không được. Con gái nè, nó đâu bên nhà. Con này con cái đúng không em? Con bên đây nè. Con mình nặng này được không? Con này là được thôi mà nguyên đám cái vậy hả? Em ăn. Con ngựa này ăn quá trời ăn luôn rồi con. Đây nè con. Con cỏ nữa. Đi chuyện với cái con đi cho ông kìa. Trời đất ga luôn rồi kìa. Nè lấy cái này đổi cho nó đi. Các trang trí và bày trí ở đây giống như một Đà Lạt thu nhỏ, nhưng mà mình nghĩ thì chắc là họ sẽ phải trồng nhiều cây và có cái nhiều cái trên đây là cái gọi là xịt bắn nước ra cho nó cảm giác cho nó mát hơn một tí nha các bạn. Ở đây có những cái liều thì các bạn có thể chụp ảnh tại nơi này. Cái con đường này cũng khá là đẹp để chụp ảnh nha. Ủa không đổi nó không áo khoác luôn, không sao đen hả? Ừ, đen.
ơi đi. Nè. Em lấy dù thì lấy. Em lấy chùa, em lấy dù không? Ngoài những động vật như ngựa, lạc đà, chuột rồi vân vân thì ở đây là còn có một vài loại chim nữa nha các bạn. Cái này con này giống con vịt quá, nhưng mà không phải, hay là vịt trời ta? Chắc là vịt trời quá. Đây là cái khu vườn mà hồi nãy mình đi nghe mà chưa có quay cận cảnh cho các bạn, thì mình thấy cải xanh, cải son, lá tía tô vân vân. Thì mình hy vọng chứ lần sau mà mình quay lại thì cái khu vườn này sẽ nhiều rau hơn nữa, vì nó đang còn nhỏ nhỏ, nó đang phát triển đó các bạn. Còn đây là đu đủ và chuối, ở đây cũng trồng khá nhiều loại cây có thể ăn được, trái cây có thể ăn được. Bên kia là cây khế nữa nha. Và hiện tại là mình đang tắt tiếng đó các bạn, tại vì ở đây là mở những cái bài mà nhạc trẻ thì mình sợ bị đánh bản quyền đó. Và tiếp theo mình sẽ qua tham quan một cái khu tại Happy Betting Farm. Đó chính là một cái khu rất là dễ thương luôn. Đó những là những cái chú heo mọi, chó Yogi. Đây những chú chó mà có vẻ là trời nắng đó các bạn, cho nên nó làm biếng chạy giỡn đó. Khi thấy người đó là nó quấn quýt lắm. Mà hình như là tối hôm qua ở đây là mưa, cho nên là ở đây nó hơi sình nha các bạn. Cho nên mấy chú này hơi dơ. 1, 2, 3, được 4 con, rất là dễ thương luôn. Đó, xa xa đó là mấy con heo mọi đó. Ủa, nhìn cưng quá. Nếu mà sạch sạch một chút đó, thì là mình sẽ bắt và ẵm nó. Nhưng mà hiện tại là hơi mấy tụi nó hơi dơ, các bạn dính sình không à. Nhìn mấy chú heo này mình thấy mắc cười quá các bạn ơi. Nó ủng a ủng ỉnh, ủng a ủng ỉnh nè. Mà chó với heo ở chung với nhau luôn á. Tôm biển này ha. Bê xít, không có gì hết á. Nó thấy tôm nó cười á. Đó thấy không, nó có gì đâu. Heo mập quá hả. Bye bye. Tôm đứng đây chụp cho tôm tấm ảnh nha. Nè tôm đứng đây ha. Ha. Thỏ đâu? Heo, dê. Dê. Qua đây, con thử đi. Thỏ đâu em? Thỏ bên đây nè. Trời, vô quá rồi. Con này con gì? Thỏ. Rất biết. Thì con có cho giờ đúng không? Thì cho giờ quá hả? Cho giờ. Bên đây là khu vực chế biến nước, và ngoài ra ở đây á, thì ở đây còn bán những cái đồ ăn vặt mà dành cho trẻ em như khoai tây, bánh pizza, kem, các viên chiên, các loại các viên chiên nha. Đây coi, đây có kem luôn á các bạn. Và một điều mình rất thích ở tại nơi này đó chính là nước ở đây pha rất là ngon luôn nha. Đây là cái thực đơn này các bạn. Thực đơn bánh pizza hải sản rồi các loại có gà rán luôn nữa. Thì các bạn nhỏ nằm vào đây đói bụng thì các bạn có thể kêu đồ ăn ở đây nha, và giá cả cũng rất là hợp lý. Thì video tham quan và khám phá tại Happy Betting Farm tại đây là mình xin kết thúc nha. Các bạn nào có dịp thì các bạn hãy ghé đây tham quan và khám phá nơi này.
Chúc các bạn một ngày tốt lành. Các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Công Vlog Bio cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những lần sau nhé.